Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang học về đại số, về cái phần All Algebra One. Thì cái bài đầu tiên của đại số thì thầy sẽ ôn lại cho các bạn những khái niệm liên quan tới mẫu, liên quan tới lũy thừa và liên quan tới mấy cái dãy số. Rồi bây giờ thầy có một số bài toán. Thông qua bài toán này thầy sẽ ôn cho các bạn. Ở đây thầy có một cái bài toán số 4 về về lũy thừa. Thì thầy mời một bạn cho thầy ý kiến. Đầu tiên mời bạn Thanh Nghi. Thanh Nghi. Rồi nhìn vào đề bài ở đây thầy có một cái quần thể những con vi khuẩn. Thì nó được phát triển như thế nào, Nghi? Nó được nhân đôi Nhân đôi. Nhân đôi gì? mỗi mỗi Đấy, chúng ta phải nhìn thấy nó là nhân đôi mỗi giờ. Ví dụ như chúng ta xem giờ thứ nhất, giờ thứ hai, thứ ba, thứ tư, chấm chấm. Chúng ta nhân lên. Thì chúng ta thấy là cái số lượng nó sẽ gấp đôi so với cái số lượng ban đầu. Ở đây người ta nói là dưới cái sự điều khiển, cái điều kiện của phòng thí nghiệm. Thì người ta nói là số vi khuẩn được mô hình bởi cái bài toán này. Tức nghĩa là người ta cho chúng ta cái biểu thức để biểu diễn cái gì đấy? dạ biểu diễn cái virus Cái số số lượng lượng vi khuẩn nó phát triển theo giờ. Thì ở đây người ta cho H là số giờ sau khi nhà khoa học đo lường cái kích thước. Và người ta đánh giá cái biểu thức này khi H bằng 0 và H bằng trừ 3. Thì người ta quan tâm tới cái câu hỏi nào, Nghi? và số lượng mà được thể hiện bởi cái số giờ mà người ta cho là. Người ta đang hỏi là cái giá trị của biểu thức trong tình huống này. Mỗi cái giá trị. Tức nghĩa là tương với h bằng 0 và h bằng trừ 3 đúng không? Thì chúng ta thấy cái bài toán của chúng ta như sau. Ví dụ như cái số lượng ban đầu của chúng ta có được là m đi. Tức là tại thời điểm 0 chúng ta có số lượng là m. Vậy thì sau 1 giờ, tức là sau 1 giờ thì chúng ta thấy nó gấp đôi lên thì nó là m nhân mấy? M2 M nhân 2. Rồi bây giờ sau 2 giờ, tức là gấp đôi thêm nữa, vậy là m nhân mấy? Nhân 2 mũ 2. Và tương tự đối với 3 là m nhân 2 mũ 3. Và tiếp tục như vậy, nếu giờ thứ h thì chúng ta thấy số lượng là m nhân cho 2 mũ h. Thì cái này chính là cái biểu thức để tính số lượng con vi khuẩn vào cái thời điểm là h. Vậy thì khi mà h bằng 0 thì chúng ta thấy cái gì ở đây? M chính là cái gì? là số lượng của con virus. Là số lượng ban đầu đúng không? Yeah. Số lượng ban đầu. Vậy thì chúng ta quay về cái biểu thức người ta cho chúng ta cái này. Cái số lượng con vi khuẩn mà người ta ghi cho chúng ta là n bằng 1000 nhân cho 2 mũ h. Vậy thì với h bằng 0, với h bằng 0 chúng ta có thể kẻ cái bảng này ra này, n này. Với h bằng 0 thì chúng ta có cái số lượng nó bằng mấy? Dạ 1.000. 1000. Và với h bằng trừ 3 thì nó là mấy? 125. Tức nghĩa là 1000 nhân cho h mẫu cái 2 mũ mấy? Trừ 3. 2 mũ trừ 3. Thì chúng ta ra được hai cái giá trị ở hai thời điểm. Vậy thì ở đây chúng ta quan tâm tới cái số mũ là mũ trừ 3, đúng không? Vậy thì chúng ta lưu ý hai mũ trừ 3 tức nghĩa là như thế nào? Số âm này. Hai mũ trừ 3 là cái gì? Cái thời điểm một trước cái thời điểm ban đầu Chúng ý ta là thấy cái số mũ mà mũ âm này này thì nó sẽ tương ứng với
2 mũ 3 tất cả mũ trừ 1 được không? Dạ được. À, thì chúng ta thấy là 2 mũ 3 này á thì thực ra nó là 8 đúng không? Vậy nó 8 mũ trừ 1. Mà 8 mũ trừ 1 nghĩa là sao? Nó là 1 phần mấy? Dạ 1 phần 8. 1 phần 8. Vậy thì chúng ta thấy là với h bằng trừ 3 đấy thì chúng ta thấy hai cái mũ trừ 3 này nó là nó sụt đúng bằng 1 phần 8. Tức nghĩa là cái số lượng nó bị giảm đi bao nhiêu lần nhỉ? Giảm đi mấy mấy lần? 1 phần 8. Ban đầu nó là 1.000 này. Thì khi h bằng trừ 3 thì nó giảm đi 8 lần đúng không? Chúng ta thay vào 1.000 mà nhân cho 1 phần 8 tức là nó bị giảm đi 8 lần. Đó. Thì ở đây chúng ta đang tính toán một số cái biểu thức và lũy thừa thôi. Chúng ta thấy vào. À, các bạn xem cái câu ở dưới. Câu ở dưới. Thầy mời bạn Bảo Trân. Bảo Trân. Bảo Trân. Ở đây chúng ta thấy cũng xét cái quần thể của cái con chim Galapagos này. Thì người ta cho chúng ta là cái sự tăng trưởng như thế nào? Bảo Trân. Không thấy Bảo Trân phản hồi nhỉ? Thầy mời bạn Khánh Đoan. Yeah. Cái này nó tăng trưởng như thế nào? Cái quần thể này tăng trưởng như thế nào? Increase. Tăng sao? Gấp mấy lần? Gấp rưỡi lần. Có phải gấp rưỡi không? By half là một nửa, tăng lên một à, nửa. Nó tăng một nửa trong mỗi gì? Decade chắc là mỗi gì? Decade nó là gì? Một thập niên, tức là 10 năm ấy. Khi người ta theo dõi cứ mỗi 10 năm thì người ta thấy cái số lượng tăng gấp rưỡi, by half là gấp rưỡi này. Thì người ta cho chúng ta một cái mô hình để biểu diễn cái số lượng cái con này. Thì đọc nó n bằng gì đấy? Dạ. Yeah. Bao nhiêu? Đọc đi. Cái biểu thức nào? N là 45 nhân 1,5. 45 nhân cho 1.5. À, 1.5 này. Mũ D. Mũ D. Mũ đề. Thì chúng ta thấy cái 1.5 này nó chính là cái hệ số mà nó gấp. Nếu mà chúng ta thấy xét vào thời điểm đấy, với D bằng 0 tức nghĩa là ban đầu thì nó có bao nhiêu con? 45 con. Thời điểm sau một thập niên là D bằng 1 thì cái số lượng này nó đã tăng lên là 45 nhân mấy? Nhân 1,5. 1,5. Tức là nó gấp rưỡi lên này. Vậy là số lượng sau 10 năm nó gấp rưỡi. Số lượng sau 20 năm tức là D bằng 2 thì nó là 45 nhân gì? Dạ 45 nhân 1,5 mũ 2. À, 1,5 mẫu mũ 2 và tiếp tục như vậy. Vậy thì chúng ta thấy D này là nó theo thập niên. Là nó tính theo đơn vị là thập niên đấy. Nếu chúng ta đổi ra là quy ra là theo 10 năm nha các bạn. Vậy thì cái đơn vị này, cái D đơn vị này nó tính theo thập niên. Sau này chúng ta học, chúng ta sẽ có thể quy nó về thành theo năm vẫn được. Rồi bây giờ chúng ta đã biết được cái biểu thức để tính toán rồi. Bây giờ yêu cầu là tính D bằng trừ 2 và D bằng 0 và D bằng 1 thì chúng ta xem cái giá trị nó bằng mấy. Tính ra, thế vào. Cái này các bạn chỉ việc thế vô để các bạn tính số mũ thôi. À, thầy ghi ra đây là D này. D này, đây là N này. Thì đầu tiên là D bằng trừ 2. Thì chúng ta có giá trị là mấy? Dạ là 20. 45. Nhân cho 1,5. Mũ trừ 2. Mũ trừ 2. Vậy thì chúng ta cũng thấy 1,5 mũ trừ 2 tức nghĩa là 1,5 mũ mấy?
mũ 2 đúng không? Tất cả mũ trừ 1 thì chúng ta phải tính cái 1,5 mũ 2 ra. Sau đó chúng ta quy đổi, chúng ta đảo ngược lên thì nó chính là 1 phần 1,5 mũ 2. Đó, thì các bạn tính này ra. Các bạn nhân cho 45 thì chúng ta tính được. Còn D bằng 0 và D bằng 1 chúng ta thế vào chúng ta tính bình thường. Thì cái này nó bình thường thì các bạn tự tính nhé. Rồi bây giờ chúng ta hoàn thành một số cái bài toán khoa thần ở trên này. Thầy mời bạn bạn Bảo Trân vào lớp chưa? Bảo Trân. Không thấy nói năng. Thầy mời bạn Phúc. Hoàn thành cái pattern này dùng cái power of 5. Tức nghĩa là power đây nó là cái cơ số đấy. Mà cái cơ số này nó là gấp bao nhiêu lần đấy các bạn. Trong cái bài toán mà nhân cho phần trăm đấy, thì chúng ta thấy là nó sẽ gấp bao nhiêu lần. Vậy thì 1 trên 5 mũ 2 thì nó bằng mấy? Phụng. Kim Phụng. 25 1 phần 25. Rồi, 1 phần 25. Còn 1 trên 5 mũ 1 là 1 phần mấy? 1 phần 5. 1 phần 5. Kế đến. 1 trên 5 mũ 0 thì nó là mấy? Dạ bằng 1. 1 trên 1. Tiếp tục. 1 trên 5 mũ trừ 1 thì nó bằng mấy? 0,5. 5 mũ trừ 1 tức là 1 phần 5 đúng không? Đúng chưa? Yeah. Mà 1 chia 1 phần 5 tức nghĩa là chúng ta nhân nghịch đảo, tức là nó bằng 5. Tương tự, chúng ta thấy là 1 phần 5 mũ trừ 2 thì nó bằng gì? Bằng 1 phần 5 mũ gì? Mũ mấy? Mũ trừ 2 thì chúng ta ghi thành trừ 1. Rồi, tất cả mũ mấy? Mũ 2 được không? Phụng? Dạ được. Được. Chúng ta nhìn thành cái mũ trừ 2. Rồi chúng ta đưa 2 ra ngoài. Thì chúng ta thấy là 1 phần 5 mũ trừ 1 thì thực ra nó chính là bằng 5. Còn mũ 2 chúng ta để nguyên. Vậy là 5 mũ 2 thì nó bằng 25. Đó. Thì thầy ôn lại một số cái phép toán liên quan đến mũ thì các bạn cần nắm vững. Thì chúng ta mới học được cái đại số 2. Nó sẽ sử dụng mấy cái này rất là nhiều. Mời bạn Kim Bảo. Yeah. Một phần 5 mũ trừ 4. Chúng ta viết thành cái lũy thừa gì đây? Lũy thừa dương đúng không? Yeah. Là cái mũ dương đấy. Viết sao? Yeah. 5 mũ 4. À, chúng ta thấy là 1 phần 5 giống lúc nãy đấy. Là mũ trừ 1. Rồi tất cả mũ 4. Thì chúng ta thấy 1 phần 5 mũ trừ 1 thì nó sẽ là nghịch đảo. Mũ trừ 1 nó là nghịch đảo mà. Thì chúng ta được là 5. Rồi số 4 mũ chúng ta viết lại. Vậy là nó ra 5 mũ 4. Vậy thì tương tự đối với A mũ trừ N thì chúng ta viết sao? Chúng ta cần viết cái cơ số của nó là gì? Là A. Cái power nó gọi là cơ số đấy. Viết sao? Giống tương tự lúc nãy á. Kim Bảo đọc đấy. À, dạ, 1 phần A mũ trừ 1. 1 phần A mũ trừ 1. Tất cả mũ gì? N. N. Vậy là 1 phần A mũ trừ 1 chính nó bằng A. A mũ viết là A mũ N. Đó. Thì thông qua một số bài thầy ôn cho các bạn một số cái tính toán nhỏ thôi và chúng ta sẽ không được phép sai nữa. Tại vì thầy vẫn thấy có những bạn bị lỗi sai về mấy cái mũ này. Nên thầy nhắc lại. Mời bạn kế tiếp, bạn Thiên Bảo. Thiên Bảo về nhà ít làm bài. Mãi lo làm dự án, không sắp xếp thời gian để làm bài. Bảo cho ý kiến bài này. Dạ. Người ta nói là giả sử cái ngân sách của cái câu lạc bộ này nó sẽ được phát triển như thế nào?
phát triển thế nào đây? Dạ, gấp đôi mỗi năm. Gấp 2 lần mỗi năm. Vậy thì chúng ta thấy là cái ngân sách năm nay có là bao nhiêu? Là bao nhiêu đây? Dạ, 500 đô. 500 đô. Vậy thì chúng ta thấy cái thời điểm zero là năm nay này. Nó là 500 đô. Chúng ta quy nạp nó. Vậy thì sau mỗi năm là nó gấp đôi. Tức là sau một năm. Thì nó là 500 nhân mấy? Nhân mấy? Dạ, nhân cho 2. Nhân cho 2. Nhân 2. Chúng ta kẻ cái bảng ra thôi. Bây giờ sang năm thứ 2. Nó lại gấp đôi tiếp. Thì nó là nhiều? Dạ, nhân cho 500. 2 mũ 2. À, nó là 2 mũ 2. 2 mũ 2. Vậy thì chúng ta quy nạp nó. Nếu mà nó vào năm thứ N. N. Thì chúng ta biết cái số tiền nó là bao nhiêu, đúng không? Vậy thì chúng ta tìm cái giá trị money của nó vào cái thời điểm năm thứ N. Vậy thì chúng ta quy nạp nó thì chúng ta được là M thì nó sẽ phải là bằng gì? Bằng bao nhiêu? Dạ, bằng 500 nhân cho 2 mũ N. À, nhân 2 mũ N. À, các bạn thấy. Khi N bằng 0 chính là cái số tiền ban đầu là 500. Bây giờ người ta hỏi chúng ta là cái ngân sách mà cách đây 2 năm là bao nhiêu? Cách đây 2 năm là bao nhiêu? Cách đây 2 năm thì so với thời điểm hiện tại là zero nhé. Vậy thì trước nó thì là bao nhiêu? Trừ mấy? Dạ, trừ 2. Trước nó là trừ 1. Trước đó thêm 1 năm nó là trừ mấy? Dạ, trừ 2. À, trừ 2. Vậy thì chúng ta cũng có thể thay N bằng trừ 2 vào. Tức nghĩa là cách đây 2 năm thì chúng ta xem cái số tiền của nó là bao nhiêu? 500 nhân mấy? Dạ, 2 mũ trừ 2. 2 mũ mấy? 2 mũ trừ 2. À, vậy thì chúng ta coi cái M này nó giống như một cái hàm số nó là Fn được không? Fn, đúng không? Hàm số Fn bằng 500 nhân 2 mũ N. Vậy thì với N cách đây 2 năm, tức là N bằng trừ 2, so với cái thời điểm hiện tại chúng ta xem nó là 0 này. Vậy thì chúng ta xác định ra được cái số tiền nó là bao nhiêu? Bằng mấy? 500 chia mấy? Dạ, 500 chia cho 4. À, chia 4. Vậy thì nó là khoảng nhiêu? Khoảng nhiêu? Dạ, khoảng 125. À, chúng ta ra được là 125 đấy. Tức là cách đây 2 năm thì nó chỉ 125 thôi. Vậy thì khi chúng ta quy nạp, chúng ta lấy tại thời điểm bằng 0 thì nó tiền là bao nhiêu? Sau 1 năm nó là nhiêu? Còn lùi về trước thì nó là bằng nhiêu? Thì cái này các bạn thấy nó liên quan đến cái dãy số. Mà cái dãy số này nó gọi là cấp số nhân. Tức nghĩa là từ cái giá trị này qua giá trị này chúng ta thấy nó nhân 2 lần. Tức là cấp số nhân 2 đấy. Cái này từ thời điểm này sang thời điểm kế tiếp là chúng ta thấy nó nhân 2 tiếp. Chúng ta gọi cái dãy số này nó là cấp số nhân 2. Còn khi mà chúng ta đi lùi lại đấy, thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta tính từ thời điểm này sang thời điểm này nó nhân 2. Vậy thì ngược lại, chúng ta đi trừ lùi về thời gian ấy, thì chúng ta sẽ thấy nó là chia 2. Mà chia 2 thì chúng ta xem nó là nhân 1 phần 2. Đúng không các bạn? Đấy, chúng ta thấy là chúng ta nhân nó bị giảm đi mà. Nếu thời gian nó tiến tới thì nó gấp 2 lần. Thì nếu mà thời gian nó lùi lại thì chúng ta thấy là nó sẽ giảm đi 2 lần. Rồi thầy mời một bạn khác giúp thầy câu kế tiếp. Mời bạn Tuấn Minh. Tuấn Minh. Người ta hỏi là cái biểu thức của cái mô hình này mà nó sẽ ở năm thứ nhất, năm thứ hai và năm thứ y. Và năm thứ y thì ở đây chúng ta đang ghi năm thứ y chính là N rồi đó. Vậy thì chúng ta xác định được cái biểu thức đó chưa? Rồi ạ. À, vậy thì chỗ này chúng ta có thể thay nó bằng y thôi.
Tức nghĩa là chúng ta thay n bằng chữ y theo đề bài thì chúng ta ra được cái chữ y đó là tính theo năm là y năm. Đó, thì chúng ta quy nạp nó dựa trên cái dãy số. Tại vì cái hàm này chúng ta thấy nó là hàm mẫu mà nó liên quan đến cấp số nhân. Mà cái công bội của nó là bằng 2, bài toán được công bội bằng 2. Vậy thì bạn Tuấn Minh cho thầy biết là cái giá trị của y có thể đạt được nếu chúng ta đi tìm ngân sách của cái nào? Của câu lạc bộ 2 năm trước. À, cách đây 2 năm. Đó. Thì cách đây 2 năm chúng ta lúc nãy chúng ta đã trả lời là chúng ta thay y bằng mấy? Y bằng âm 2. À, y bằng âm 2. Thì khi chúng ta thay y bằng âm 2, vậy thì cái số tiền của chúng ta là 500. Lúc nãy chúng ta nhân cho cái cấp số của nó là nhân 2, 2 mũ y. Mà bây giờ nó nói là cách đây 2 năm, tức là y mũ trừ 2. Thì chúng ta tìm ra được cái số tiền lúc này. Đó. Đây, cho thầy hỏi bạn nào nắm được về cái hàm mũ cơ bản. Giơ tay thầy xem. Liên quan đến cấp số nhân nha các bạn. Các bạn muốn đi tìm hàm nó thì chúng ta cần dựa vào cái tính cấp số. Và thầy lưu ý cho các bạn là nó nhân 2 đấy. Thì nó giống như cái vấn đề nào các bạn? Năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư. Zero. Số tiền ban đầu thầy có là M. Vậy thì nó sang năm thứ nhất nó nhân gấp 2 lần. Tức nghĩa là chúng ta còn nhớ là nó tăng bao nhiêu phần trăm không? Thầy mời bạn Xuân Sơn. Xuân Sơn. Đây ạ. Chúng ta học mà khi nó nhân 2 đấy, tức nghĩa là cái số tiền của năm sau nó bằng số tiền năm trước nhân 2. Vậy thì nếu xét về cái độ tăng ấy, thì chúng ta hay nói là phần trăm là nó tăng bao nhiêu? Tăng 200%. Tăng 200%. Đúng không? Tăng 100%. Nó tăng 100% thôi. Tức nghĩa là số tiền ban đầu là M. Chúng ta tăng thêm 100%. Tức nghĩa là năm kế tiếp chúng ta sẽ có là M nhân cho 100%. Đúng không? Thì chúng ta thấy là cái gì đây? M nhân 100%. Đây là cái số nó tăng. Còn cái số này là số nó có trước. Vậy thì chúng ta rút nó ra. Thì chúng ta được là M nhân cho 1 cộng 100%. Tức là chúng ta hay nói là chúng ta cộng cho R phần trăm đấy. Mà R phần trăm ở đây là R là 100%, tức là bằng 1. Vậy thì chúng ta lưu ý là cái năm sau nó bằng năm trước nhân cho 2. Vậy thì khi mức độ tăng nó là 100%, là năm sau nó sẽ tăng thêm. Chúng ta nhớ cái 100% đây gọi là tăng thêm 100%. Vậy thì cái số tiền của năm sau bằng năm trước nhân cho 2. Và nó cho một cái quy luật là cứ năm sau nó sẽ tăng 100% so với năm trước. Thì chúng ta sẽ rút ra được là nó luôn luôn nhân cho 2. Còn nếu mà tổng quát ấy, mà tăng R phần trăm ấy, thì chúng ta nhớ là năm sau bằng năm trước nhân cho 1 cộng R. Với M là số tiền ban đầu này. Năm sau bằng năm trước nhân cho 1 cộng R. Vậy thì năm sau nữa chúng ta nhân tiếp 1 cộng R nữa thì nó thành mũ 2. Xong rồi chúng ta lại nhân tiếp cho cái hệ số là 1 cộng R nữa thì nó là mũ 3. Và nếu mà nó đến cái thời điểm là năm thứ N, tức là thời điểm thứ N đấy, thì chúng ta thấy chỗ này là mũ N. Và cái này chúng ta gọi nó là một cái hàm mẫu nha các bạn. Chúng ta gọi nó là mẫu với M là giá trị ban đầu. Còn 1 cộng R của chúng ta là cơ số, nó gọi là power. Còn cái N ở đây nó gọi là số mẫu, nó gọi là exponent nhé. Exponent là cái N là số mẫu, power nó là cơ số, nó là cơ số. Mà cơ số ở đây tức nghĩa là hệ, nó gọi là cấp số nhân ấy, là nhân cho 1 cộng R. Vậy thì cái này rất quan trọng, chúng ta hiểu được nó thì chúng ta mới vận dụng phát triển tiếp về cái hàm mẫu này.
Rồi một số bạn thầy chưa thấy có sự phản hồi thì không biết là có thắc mắc gì không, Kim Bảo và Minh Đăng. Rồi thầy cảm ơn các bạn. Một số bạn khi mà chúng ta chưa hiểu rõ về cái hàm mẫu thì hôm nay thầy ôn cho các bạn về vấn đề này để các bạn tiếp tục củng cố và làm những cái bài tập còn vướng mắc trong cái đại số 1. Thầy mời bạn bạn kế tiếp, bạn bạn Lê. Bạn Lê, thầy có một cái bài toán về hóa học. Chúng ta quan sát là tại cái nhiệt độ này là bao nhiêu đấy? Lê? Dạ, 20 độ C. 20 độ C. Thì chúng ta thấy 1 mét khối gì? Nước. Nước. Sẽ có cái mass của nó là có cái gì? Cái trọng lượng. Nó là cái khối lượng. Cái khối lượng mass này chúng ta lưu ý nó là số hạt về vật chất nha các bạn. Các bạn phải phân biệt với, trong khoa học nó gọi là weight, là trọng lượng. Tức nghĩa là cái weight này là chúng ta đo lường nó phụ thuộc vào cái lực hấp dẫn chúng ta đang ở đâu. Ví dụ như chúng ta đang cân nó ở trên trái đất thì cái weight này nó sẽ lớn hơn so với chúng ta cũng cầm cái vật đó chúng ta bỏ mặt trăng. Tại vì mặt trăng nó hút yếu hơn thì chúng ta thấy là cái này nó khác. Còn cái mass ở đây người ta nói về số lượng hạt vật chất, các bạn phải phân biệt. Cái mass ở đây là số lượng hạt. Và để quy cái số lượng hạt về tỷ lệ đấy thì chúng ta thấy người ta phải chế ra những cái quả cân chuẩn. Quả cân chuẩn mà chính xác thì lúc đấy người ta bỏ lên một cái hệ thống cân thăng bằng. Thì khi chúng ta cân một bất cứ một cái món đồ nào nha các bạn, thì người ta phải so với cái quả cân chuẩn này thì người ta mới biết được cái mass nó bằng bao nhiêu. Nên khi các bạn vô phòng thí nghiệm là người ta sẽ sử dụng cái quả cân chuẩn. Mà quả cân chuẩn này luôn luôn người ta gọi là quy chuẩn trên toàn thế giới. Ở trong các phòng thí nghiệm người ta phải dùng quả cân chuẩn này, người ta mới đo được cái mass. Còn cái chúng ta dùng cân đồng hồ hay cân gì đó là chúng ta đang đo cái weight nha. Nhiều khi nó bị sai lật. Cái này nó sai lật nhiều đó. Mà chính xác là người ta cho mình cái mass là số lượng hạt vật chất. Vậy thì khi người ta tính số lượng hạt vật chất, ta quy ra, thì người ta nói rằng một khối nước xấp xỉ bằng này. Mà chúng ta hay nói rằng nó làm tròn nó khoảng bao nhiêu nhỉ? Một khối nước thì nó tương đương với bao nhiêu? Một mét khối đấy. Lê? Yeah. Một mét khối nó khoảng bao nhiêu ký? Bao nhiêu? Dạ là khoảng 1.000 ký. À, 1.000 ký. Nếu thầy đổi gram thì thầy phải nhân thêm cho nhiêu nữa? Thêm 1.000 này. Nhân cho 1.000 nữa thì chúng ta mới đổi ra gram nhé. Thì chúng ta có cái này. Và nếu chúng ta viết dưới dạng nó gọi là scientific notation ấy, thì chúng ta phải viết nó là 10 nhân cho 10 mũ mấy? 10 mũ mấy? Dạ, 10 nhân cho 10 mũ 6. Mũ đồng. 10 mũ 5 nữa chứ. Chúng ta lấy con số 10 này đi đấy. Ở đây chúng ta còn 5 số 0, vậy nó là 10 mũ 5 gram. Vậy thì khi người ta đo đấy thì các bạn thấy là nó không có chính xác là bằng 10 đâu. Mà nó là 9,98. Tức là xấp xỉ gần bằng 10, được chưa? Tại vì chúng ta làm tròn thì nó phải là 10, chứ còn chúng ta là nhìn ở dưới độ chính xác thì nó là 9,98 nhân 10 mũ 5 gram. Thì người ta mới cho chúng ta biết tiếp là gì? Mỗi gram nước thì chứa đựng khoảng bao nhiêu? Bao nhiêu đây? Dạ, 3.34 nhân cho 10 mũ 22. 22 cái gì? 22 cái gì? Molecule. Là phân tử đúng không? Yeah. Ví dụ như thầy cân một cái ly nước mà nó là 1 gram thôi. Thì người ta thấy là bên trong cái ly nước này là nó có khoảng 3.34 nhân 10 mũ 22. Vậy thì nếu khối lượng mà thầy cân lên
mà nó không phải là chỉ nhỏ như vậy mà nó bằng này, tức nghĩa là 9,98 nhân 10 mũ 5 gram ấy, thì chúng ta tính ra được là có bao nhiêu phân tử nhỉ? Số lượng phân tử nó sẽ là bao nhiêu? Bao nhiêu? Yeah. 9,98 nhân. Chúng ta thử xem coi là có bao nhiêu phân tử trong 1 gram. Có phải nó là 3,34 này nhân 10 lũy thừa 22, đơn vị nó là gì? Yeah. Molecule, được chưa? Là phân tử trên gì? Trên 1, trên 1 gram. Yeah. Đúng không? Bây giờ nếu mà chúng ta nhân cho số gram của nó là mấy? 9,98 nhân 10 mẫu 5 gram. Chúng ta nhân tiếp. Thì có phải là chúng ta thấy cái đơn vị là gram chúng ta đơn giản không? Một cái là gram dưới mẫu số, một cái gram trên tử số, chúng ta đơn giản đi. Thì chúng ta mới gộp hai cái này lại. Thì nó là mấy? Chúng ta lấy 3,34 này. 3,34. Chúng ta nhân cho con số là 9,98. Chúng ta gộp lại 10 mũ 22 với 10 mũ 5 thì là 10 mũ mấy? Vậy là 10 mũ 17. Vậy 22 cộng 5 10 mũ 27. À, 27. Giờ bấm tiếp cho thầy là chúng ta nhân hai con số này nó ra bao nhiêu? Vậy là 33.3332. Đọc lại, từ 33. 3332. À, thầy lấy bằng này thôi. 33.3 nhân 10 lũy thừa 27. Nhưng mà chỗ này chúng ta đã dừng được chưa? Người ta yêu cầu chúng ta là biểu diễn dưới dạng sign notific, tức nghĩa là chúng ta không được lấy hai chữ số đằng trước dấu chấm, mà chúng ta chỉ được lấy bao nhiêu? Một chữ số thôi. Vậy thì chúng ta sẽ viết nó là 3.3 nhân cho bao nhiêu? Dạ, 10 mũ 20. 10 mũ mấy? 10 mũ 20, 10 28. Mũ 28 này. À, chúng ta phải chuyển nó về, chúng ta phải chuyển sang notific. Là chúng ta chỉ lấy một chữ số đằng trước dấu chấm thôi. Chúng ta phải chuyển từ hai chữ số trước dấu chấm này, chúng ta chuyển về đây. Thì chúng ta tăng cái mũ lên. Nó thành, thay vì nó là mũ 27 thì nó trở thành mũ 28. Thì nhiều bạn chưa để ý cái này, nên khi thầy cấp bài về nhà các bạn bị vẫn còn bị sai nhá. Còn ở đây chúng ta, người ta cho thể tích thì bình thường thôi. Thì khi mà biểu diễn dưới dạng scientific notation ấy, thì các bạn thấy luôn luôn là nó chỉ có một chữ số đằng trước dấu chấm, còn lại nó dồn sang cái mẫu thì nó gọi là scientific. Scientific notation. Đó, một số cái phải lưu ý lại cho các bạn. Rồi, thầy có một cái bài toán về biology. Thầy mời bạn Hoàng Anh. Rồi, ở đây người ta nói cơ thể người của mình sẽ chứa đựng cái gì đây? Hai mycology là 2.7 10 mũ 4. Đơn vị tính của nó là microlit. Tức là chúng ta biết đơn vị là lít rồi. Vậy thì trước nó 1000 lần thì chúng ta thấy nó là millilit, đúng không? Ừ. Vậy thì nó bé hơn 1000 lần nữa thì chúng ta thấy nó là microlit, tức nghĩa là nó sẽ bé gấp hơn 1000 lần, nó chia nhỏ đến 1000 lần. Thì chúng ta thấy đây là đơn vị microlit. Thì người ta nói là cơ thể người chứa bằng này lít máu cho mỗi gì? Mỗi pound. Tức người ta quy chuẩn ra là
trên cơ thể người của mình khi mà chúng ta cân nặng theo pound thì người ta quy chuẩn ra, người ta thấy rằng cứ một pound là trong đó nó sẽ có chứa cái số lít máu nó thấm ở trong cái cơ thể của mình ấy, là bằng này. Rồi, chúng ta đọc, chúng ta hiểu cho đó. Và người ta nói là mỗi một microlit này thì có bao nhiêu tế bào gì? White blood cell là tế bào gì? Hồng cầu. Đâu phải hồng cầu. Red blood cell nó là hồng cầu nhá, là nó phân chia oxy. Còn cái white blood cell là chúng ta thấy là cái nhóm này nó là nhóm tế bào bạch cầu, là đi chống lại các vi khuẩn, virus, nó tế bào bạch cầu. Còn cái platelets này á, thì chúng ta thấy cái này nó thuộc dạng là nó giúp cho cơ thể nó mau lành vết thương, nó mau lành vết thương, nó tiểu cầu. Còn một số cái màu vàng chỗ này này, nó gọi là plasma, nó gọi là huyết tương. Vậy thì khi lấy máu ra, người ta cầm, ta rung lắc á, thì người ta sẽ lắng nó lại để người ta có thể đếm được số tế bào bạch cầu, tiểu cầu, hồng cầu nhá, plasma. Đấy. Thì ở đây đề bài người ta cho chúng ta là cứ mỗi một microlit này sẽ chứa bằng này tế bào bạch cầu. Bây giờ câu hỏi người ta muốn chúng ta giải quyết cái gì? Giải quyết gì đây? Người ta muốn hỏi là bao nhiêu cái bạch cầu có ở trong, cơ thể mà 140 pound. Vậy thì cái quan hệ mà chúng ta đang muốn đi tìm đây là số tế bào bạch cầu này nó sẽ quan hệ như thế nào đối với cân nặng là theo pound, thì có thể ghi nó là mass là m đi, đúng chưa? Vậy thì chúng ta xem coi là cái quan hệ, chúng ta đi tìm cái hệ số chỗ này này, nó sẽ có hai cái hệ số liên quan đến unit rate mà các bạn học đấy. Vậy thì chúng ta xem cái m này đơn vị tính của nó là gì, đơn vị tính nó là gì, khối lượng này m tính nó là pound. Vậy thì chúng ta xem coi trong này chỗ nào nó liên quan đến chữ pound. Mỗi đây. Vậy là chúng ta thấy được cái gì đây? Trên một pound thì nó có bao nhiêu? 2.7 nhân 10 mũ 4. Đúng rồi. Chúng ta sẽ thấy là chúng ta có cái unit rate này. 2.7 nhân 10 mũ 4 microlit. Microlit trên một gì? Trên một pound đúng không? Nếu chúng ta nhân cho số pound là m. Số pound là m, tức là thầy tính đơn vị đây là m pound. Vậy thì nếu mà pound đơn giản đi thì cái biểu thức này chúng ta ra được nó là cái gì? 2.7. Nó ra là microlit. Microlit. Rồi. Bây giờ cái cuối cùng cái chỗ này chúng ta lại muốn tính ra cái số lượng cơ. Vậy thì chúng ta tìm cái quan hệ giữa số lượng với microlit nó nằm chỗ nào? Số lượng tế bào liên quan đến microlit. Cái số lượng đấy. Đúng không? Người ta cho là bao nhiêu? 10 mũ 4 tế bào. Đấy chưa? Cell. Trên một gì? Một microlit. Chúng ta có microlit. Vậy thì chúng ta xem coi chúng ta có đơn giản tiếp được cái đơn vị microlit này với microlit này được không? Được. Được. Vậy thì cuối cùng chúng ta ra được là chúng ta nhân những cái giá trị này này, nhân giá trị này lại với nhau thì chúng ta sẽ tìm ra được nó chính là cái n, phải không? Là số lượng tế bào đấy. Và chúng ta thay cái m này bằng mấy nữa? Bằng mấy? 140. 140. Vậy thì chúng ta sẽ có cái biểu thức thầy viết lại như sau. Viết lại. N nó sẽ phải là bằng 7
nhân 10 mũ 4. 10 mũ 4. Chúng ta có thể ghi là cell trên milit. Cell nhân milit. Hoặc là chúng ta sẽ ghi đơn vị sau cũng được. Rồi chúng ta nhân tiếp là 2.7. Nhân cho 10 mũ 4. Nhân cho 140. Đó. Vậy thì chúng ta thấy là đơn vị cell trên microlit. Rồi nhân cho microlit trên pound. Vậy thì chúng ta thấy là microlit đơn giản. Thì thầy sẽ gộp đơn vị lại. Thầy chỉ còn lại là cell trên pound. Mà cell trên pound thầy lại nhân cho pound nữa. Thì đơn giản pound thì nó sẽ còn lại là số lượng cell. Vậy thì cái này là cell. Vậy thì thầy tính là cái này. Vậy thì cái bài mà về cái working unit ấy là các bạn bị sai là do các bạn chưa có biết kết hợp nhiều cái unit rate lại với nhau. Rồi, cho thầy khảo sát bạn nào nắm được cái unit rate kết hợp như thầy vừa mới nói. Giơ tay thầy xem. Rồi thầy xóa nha. Ở đây thầy có một số các biểu thức. Bây giờ thầy chỉ tính một cái thôi. Hai cái thì tính một cái thôi. Thầy mời bạn Anh Kiệt tính giùm thầy. Câu 28 Anh Kiệt. Anh Kiệt. Anh Kiệt. Không thấy phản hồi. Kệ vậy. Mời bạn Bảo Trân. Không nghe thấy gì luôn. Mic hư rồi. Thấy chớp chớp mà không có nghe gì hết. Mời bạn Cao Minh. Cao Minh. Để thầy kiểm tra lại coi sao thầy không nghe gì hết. Alo. Alo. Dạ. Alo. Cao Minh nghe không? Dạ, dạ nghe. Alo. Không biết tại sao là thầy không nghe các bạn gì hết. Các bạn đợi thầy chút xíu nhé. Đợi thầy chút xíu. Ở đường này. Còn của các bạn này thầy không nghe cái gì hết. Microphone speaker. Rồi bạn Cao Minh nói lại cho thầy nghe. Cao Minh. Rồi nghe rồi. Rồi, cảm ơn cho ý kiến về bài 28 này. Chúng ta tính sao? Nhân phân phối. Nhân phân phối. Yeah. Ở đây chúng ta thấy là 8 nhân B mũ 2 phần 3 nhân cho 9 T mũ 1 phần 5 mà. Này cũng là nhân mà. Tất cả đây là phép toán nhân. Bây giờ chúng ta tính toán sao? Cái nào giống nhau chúng ta phải nhân lại với nhau. Tính sao? Sắp xếp lại đi. Chúng ta sẽ được là 8. Chúng ta nhân con số 8 đằng sau này. Vậy thì chúng ta được là 8 này. Rồi tiếp tục. Chúng ta thấy 9 nhân 9. Rồi chúng ta còn gì nữa? Minh. B gì đây? 2 phần 3. 2 phần 3. Nhân cho B 5 phần 3. Nhân cho B mũ 5 phần 3. Rồi nhân tiếp cho gì? Nhân T 1 phần 5 nhân T 3 phần 5. T mũ 1 phần 5. Nhân tiếp cho T mũ 3 phần. 3 phần 5. Rồi cái nào giống nhau về số mũ thì chúng ta tính ra. 8 x 8 là 8 mũ. 2. Này là 9 mũ. 2. Rồi 2 này chúng ta gộp lại là nhiêu? B 7 phần 3. Chúng ta lấy 2 phần 3 cộng 5 phần 3.
Tức là B mũ 7 phần 3. Sao nữa? Ờ, nhân T 4 phần 5. À, chúng ta cộng tiếp 1 phần 5 cộng 3 phần 5 tức là 4 phần 5. 4 phần 5. Rồi, có một cái thầy lưu ý cho các bạn thêm về vấn đề như vậy. Chúng ta học về căn bậc 3 của 5, 5 mũ 2. Đúng không các bạn? Thì cái căn này này, người ta có thể viết nó tương đương thành 5 mũ 2 phần 3. Nên chúng ta thấy cái số mũ mà là phân số, thì cái mũ số ở dưới này này, số 3 này, thực ra nó chính là cái căn bậc mấy đó. Nha các bạn. Nó là căn bậc mấy của mình. Thì các bạn lưu ý cái tính chất này để chúng ta có thể tính toán, chuyển đổi, chúng ta thực hiện nó dễ dàng. Rồi sang cái câu tương tự thì các bạn tự làm giúp thầy. Thầy không có sửa. Thầy mời bạn Đào Hiếu. Đào Hiếu. À. Cho thầy ý kiến cái câu hóa học này xem. Người ta cho chúng ta một mol thì bằng có đơn vị tính là như thế nào? Là bằng với 6.02 cho 10 mũ a 10 mũ 23 atom. À. Thì nhân tiện ở đây thầy nhắc lại, trong hóa học chúng ta học thay vì chúng ta cân, người ta đo đếm cân nặng của một nguyên tử thì người ta thấy rất là khó khăn. Nên người ta phải lấy một nhóm nguyên tử để người ta cân đo. Thì với một cái số lượng nguyên tử mà để người ta dễ dàng cân đo đấy, thì người ta sẽ gọi nó là một. Tức nghĩa là một mol nó sẽ có bằng này hạt lận. Thì lúc này chúng ta mới cân đo đong đếm được. Ví dụ như chúng ta cân khối lượng của carbon, chúng ta hay gọi là M của carbon ấy, là bằng 12 gram. Thì thực ra 12 gram này không phải là của một nguyên tử, mà ta đang cân trong đơn vị là một mol nha các bạn. Tức nghĩa là trong một mol người ta cân lên được là 12 gram. Hay nói cách khác là bằng này số nguyên tử carbon, thì cân lên nó mới có được khối lượng 12 gram. Và do các nguyên tử nó có tính tỷ lệ từ cái số lượng proton và neutron, thì chúng ta cũng thấy là nó có tính tỷ lệ như vậy. Vậy thì khi người ta cân oxy chẳng hạn, thì người ta thấy khối lượng oxy nó là bao nhiêu gram? Oxy nguyên tử là nhiêu gram? À, nó là 3.35. Đúng đó. Thầy đang hỏi oxy à. Cơ mà. Mười mấy? Oxy là 16 ạ. 16 gram cho một mol nguyên tử. Nhưng mà nếu mà chúng ta tính theo một mol phân tử, tức nghĩa là số lượng phân tử oxy là O2 đấy, thì nó sẽ là nặng bao nhiêu? Nặng bao nhiêu? 32. À, chúng ta thấy gấp đôi lên, nó là 32 gram trên một mol nhá. Vậy thì ở trên trường thầy cô hay cho chúng ta số liệu là M của carbon, người ta chỉ ghi là có 12 gram thôi. Vậy thì chúng ta hiểu 12 gram này không phải là của một nguyên tử carbon, mà nó là của một mol. Mặc định chúng ta tự hiểu cái khối lượng của carbon 12 là 12 gram trên một mol. Còn nếu nói đơn giản, nó là 12, thì cái này chúng ta gọi nó 12 DVC. DVC là đơn vị carbon. Nha. Rồi, chúng ta quay về bài toán của mình. Với số lượng hạt bằng này, người ta quy chuẩn nó về là một mol nha các bạn. Một mol. Thì cái khối lượng của nguyên tử neon là bằng này, là 3.35 nhân 10 mũ. Người ta hỏi chúng ta là khối lượng của hai mol neon thì nó là bao nhiêu? Mời bạn gì chưa học hóa thầy, bạn Thủy Tiên. Tấn điện thầy xem, Thủy Tiên. Dạ.
giờ tính khối lượng mà nói hai môn neon này xem. Hai môn neon. À, khối lượng. Khối lượng trong một môn. Bây giờ chúng ta tính khối lượng trong hai môn. Trong hai môn. Ừ, tính ra xem. Dạ, con chúc. Dạ, đọc cái gì lên? Dạ. Chúng ta thấy khối lượng của một nguyên tử này ông này. Có phải cái này là khối lượng của một nguyên tử không? Dạ đúng. Rồi. Khối lượng một nguyên tử là bằng này. Vậy thì khối lượng của một môn thì nó là bao nhiêu? M lớn của một môn thì nó là bao nhiêu? Dạ là... Là mấy? Chúng ta tính ra. Một nguyên tử thì nó là mấy? Dạ 3.35 nhân 10 mũ trừ 23. Nhân 10 nữa thừa trừ 23 gram trên một gì? Một atom đúng không? Một atom. Người ta nói khối lượng của một nguyên tử neon là bằng 3 phẩy gì đó. Thì đây chính là gram trong một atom. Vậy thì nếu thầy nhân cho số lượng atom bằng này thì nó là bao nhiêu? Dạ nhân cho 6.02 nhân 10 mũ 23. Cái gì? Atom. Atom. Trong một gì? Dạ trong một vật thể. Trong cái gì đây? Dạ, trong một mol. À, trong một mol. Nha, trong một mol. Mà bây giờ đề bài á, chúng ta tính M lớn nha. Đấy, chúng ta có M lớn là bằng này gam trên một atom. Chúng ta nhân cho số lượng atom trong một mol. Vậy thì nếu thầy đơn giản cái atom ở dưới với ở trên này đi thì thầy ra được M này chính là khối lượng gì? 3.35 nhân cho 6.02 nhân 10 mũ trừ 23 với 10 mũ 23 thì là mấy? Dạ, thành 1. Thành 1. Và đơn vị của thầy nó là bao nhiêu? Dạ, gam trên gì? Gam trên gì? Gam trên mol hả? Ờ, gam trên mol. Vậy M lớn này của thầy là đang tính là số gam trên một mol. Giờ thầy tính được trên hai mol không? Dạ được. Là M nhỏ bằng M lớn. M lớn nhân 2. Nhân số mol. Thì thế 2 vào đây, đúng không? Yeah. Cái kia thầy tính ra thầy nhân cho N bằng 2. Đó. Hoàn toàn về hóa học rất đơn giản, liên quan đến toán học. Nếu các bạn hiểu về các đơn vị chuyển đổi này, đề bài người ta cho chúng ta là bằng này nguyên tử trên một mol, chúng ta có đơn vị là gram trên gram gì? Atom trên mol. À, chỗ này. Còn người ta cho chúng ta cái khối lượng này là khối lượng cho một single, tức là trên một atom đấy. Hai này đơn giản nhau thì thầy chỉ còn là gam trên một khi nhân hai số lượng lại nhau. Vậy thì ở đây thầy đang có khối lượng trong một mol, thầy nhân tiếp cho số mol là 2 thì sẽ ra được. Rồi, bạn nào đồng ý với ý kiến vừa rồi của bạn Thủy Tiên cho tay cho thầy xem. Liên quan đến toán học không ấy nhá. Các bạn thấy cái này là toán học chứ không có gì là khó khăn cả. Nên các bạn thấy những cái đề thi hóa mà khó thực ra nó đòi hỏi chúng ta về kỹ năng toán học thôi. Chứ còn kiến thức hóa học cũng rất là ít, rất là căn bản, không có gì cả. Còn một số bạn khác thầy chưa thấy phản hồi, không biết là có nắm được cái này của thầy hay không. Rồi thầy mời bạn Xuân Sơn cho thầy ý kiến bài 47. Xuân Sơn. Đây. 47. Tính sao đây? 47. Ba mũ ớt nhân cho 3 mũ 2 chữ ớt nhân cho 3 mũ 2 thì tất cả số mũ này chúng ta làm gì? Cộng với nhau. Cộng lại với nhau. Vậy thì chúng ta có là ớt này cộng cho 2 chữ ớt này cộng cho 2 này
thì kết quả của chúng ta sẽ là 3 mũ mấy? 3 mũ 4. À, 3 mũ 4. Rồi, mời bạn Kim Phụng. Câu số 50. Kim Phụng, 50. Yeah. Tính sao? Chúng ta thấy đây là mẫu. Đây là mẫu. Nó có cùng cơ số không? Có. Vậy là chúng ta sẽ lấy cùng cơ số của nó. Cái power nó là A cộng B. Vậy cái mẫu kia là bao nhiêu? Hai mũ gì? 2 - 3. Trừ 3. Vậy thì chúng ta sẽ ra được là bao nhiêu? A cộng B mũ trừ 1. Mà mũ trừ 1 này thì nó chính là 1 trên A cộng B. Trên A cộng B. Đó. Vậy thì tương tự đối với bài 51. Các bạn cũng tự làm cho thầy. Bài nào thầy cũng sửa thì chúng ta sẽ không có thời gian. Mời bạn Kim Bảo. Kim Bảo. Dạ. Ở đây người ta cho chúng ở đây chúng ta có một cái biểu thức. Biểu thức này là biểu thức gì đây? 1/2 nhân M nhân cho V mũ 2. Đó là biểu thức để tính cái gì? Kinetic energy này là gì đây? Năng lượng. Là gì động đó? Năng. Yeah. Chúng ta học vật lý chúng ta thấy là người ta nói về động năng nghĩa là cái gì? Ví dụ như một chiếc băng để yên đấy thì nó chỉ có thế năng nằm ở bên trong. Thế năng khi mà cái trái băng chúng ta để trên sân cỏ không làm gì đó thì nó chỉ chịu một cái lực tác động bởi trái đất, thì cái đó nó gọi là thế năng. Nó nằm bên trong ấy, nó gọi là thế năng nha các bạn. Vậy thì khi thầy tác động một lực lên trên cái trái băng đó, vậy thì cái trái băng đấy nó lăn được là nhờ cái gì? Nhờ một cái nguồn năng lượng nó đã được tích vào trong đó thì nó mới di chuyển được. Vậy thì người ta muốn tính cái năng lượng mà để làm cho trái băng nó di chuyển ấy, thì cái năng lượng đấy nó gọi là động năng. Vậy thì cái động năng này người ta tính nó ra, nó sẽ phụ thuộc vào cái vận tốc chuyển động. Người ta đo cái vận tốc chuyển động là người ta biết được cái động năng như thế nào. Vậy thì các bạn nhìn vào cái tính cái động năng này. ED gọi là động năng đi. Thì nó có là 1/2 M nhân V bình phương. Thì chúng ta thấy cái V này là đang diễn tả cái sự chuyển động của một vật. Còn M đây là cái khối lượng của vật chuyển động. Vậy thì nếu mà cái vận tốc mà nó càng lớn thì chúng ta thấy cái động năng này lớn. Do đó khi chúng ta di chuyển, chúng ta đụng phải một cái chiếc xe mà có vận tốc lớn, tức nghĩa là cái động năng nằm bên trong xe nó lớn lắm. Nếu chúng ta đụng nó truyền ra cho chúng ta tiếp nhận cái động năng đó, thì chúng ta sẽ bị biến dạng và biến dữ dội. Vậy thì xe càng chuyển động cao thì cái động năng nó truyền cho mình càng lớn. Và xe có trọng tải càng lớn khi đụng xe thì cái động năng nó truyền cũng lớn nha. Vậy thì cái biểu thức trong bài này nó cho chúng ta là cái động năng. Rồi, bạn nào nắm được khái niệm động năng và thầy mới nói giơ tay để xem. Tranh thủ trong toán học, chúng ta sắp sửa học về science này. Ngày 20 tháng 8 thầy khai giảng, thì bạn nào biết và đã đăng ký thì chúng ta sẽ học cái lớp science đó. Thì trong toán thì thầy gặp cái nào thầy cho các bạn thì thầy nhắc một tí cho các bạn thôi nhé. Thì chúng ta thấy là cái động năng nó rất là được quan tâm khi chúng ta học về các vấn đề chuyển động. Vậy thì nói tới động năng là nói tới cái năng lượng nằm bên trong. Vậy thì năng lượng người ta tính bằng đơn vị joule nha các bạn. Của một vật có khối lượng là M với vận tốc là V. Thì người ta hỏi chúng ta cái gì ở đây, Kim Bảo? Dạ, động năng của cái chiếc máy bay này. Khi khối lượng nó bằng mấy? 1,3 nhân 10 mũ 3 kg. Là bao nhiêu đấy? 1.300 kg nha. Nó di chuyển với vận tốc là bằng này. Vậy thì chúng ta có tính được cái động năng không?
À, chúng ta chỉ cần thế vào đây thôi. Được chưa? Chúng ta thế vào. Mỗi cái chúng ta thế vào đây. Chúng ta tính. Thì chúng ta cẩn thận khi chúng ta lũy thừa các con số này chúng ta tính. Vậy thì cái việc tính toán này các bạn tự tính giúp thầy nhé. Đây không có thời giờ để tính nữa. Rồi mời bạn bạn Dương cho thầy ý kiến câu câu 32 xem. Dạ. Sao? Tính sao? Câu 32 khi mở đầu là MG của 4 tất cả âm 1 là 1 phần MG của 4 sau đó nhân với lại. Chúng ta xem cái này nó là cơ số A đúng không? Chúng ta nhìn vào nhóm này. Chúng ta thấy nó giống nhau này. Nó cơ số A. Tức nghĩa là chúng ta xem đây là A mũ trừ 1 nhân cho A mũ cộng 1. Vậy là chúng ta cộng số 1 vào đây. Vậy chúng ta ra A mũ mấy? A mũ 0. À, chúng ta ra A mũ 0. Vậy thì A mũ 0 thì nó bằng 1. Vậy thì chúng ta thấy cái biểu thức này thì cái cơ số nó bằng bao nhiêu cũng cần biết. Bởi vì nó sẽ là A mũ 0, tức là luôn luôn bằng 1 chỗ này. Đó thì chúng ta cần lưu ý cái thằng nhóm này thôi. Mời bạn Thiên Bảo câu 33 xem. Làm sao Thiên Bảo? Dạ. Tính câu 33. Ba ba, tính sao? Nhanh rồi ra chơi này chứ. Chúng ta vận dụng A mũ M, tất cả mũ N đi. Chúng ta xem đây nó là một cái lũy thừa. Đây cũng là một lũy thừa mà nó có số mũ thì triển khai sao đây? Chúng ta vận dụng thêm là A mũ B nhân cho mũ K đi thì nó bằng gì? Bảo. À, A mũ K nhân B mũ K. Ừ. Vậy thì chúng ta vận dụng vào trong từng cái xem. Rồi đọc. Dạ. A dây mũ. Hai mũ. Phân phối vào, phân phối mũ vào. Là hai mũ gì? À, hai mũ trừ 5. Trừ 5. Nhân cho? Dây mũ trừ 1. Dây mũ 2 nhân cho mũ trừ 5, tức là mũ trừ 10. Tiếp tục. Nhân, dạ, nhân cho K mũ trừ 20. À, trừ 20. Rồi, bên kia. Dạ, K mũ trừ 6. K mũ trừ 6. Tiếp. Nhưng cho dây mũ 42. 42. Chỉ vậy thôi mà ngồi như gà mắc tóc vậy. Đây, chúng ta xem coi là 2 mũ trừ 5 thì nó tính là nhiêu? 2 mũ 5 thì nó là bao nhiêu? 32. Vậy thì chúng ta có là 32 mũ trừ 1, tức là 1 phần 32. 32. Nhân cho chơi mũ trừ 10 với chơi mũ 42 thì nó là chơi mũ mấy? Dạ, dây mũ 32. 32. Nhân cho K mũ? Trừ 26. Trừ 26. Rồi, đó. Các bạn tự triển khai ra nhé. Thầy ôn cho các bạn mấy cái này. Đúng ra cái này các bạn rất rành trong học toán Việt Nam rồi. Toán Việt Nam là các bạn siêu rành cái này luôn. Rồi, bây giờ tạm thời thầy cho các bạn ra chơi. Thầy lưu ý thêm cho các bạn, nhắc lại lúc nãy. Chúng ta nhìn thấy trong một bài toán mà người ta cứ nói là ví dụ như là một môn được có một cái gì đó thì chúng ta thấy cái một môn này nó giống như là cái từ per. Tức nghĩa là cho chúng ta một cái đại lượng bao nhiêu trên cái gì đó. Đúng không? Thì cái này nó sẽ tương đương với cái unit rate mà chúng ta học là cái xuyệt đấy. Ví dụ bao nhiêu gram chia một mol trở lại vậy. Đó. Thì chúng ta biết được cái đơn vị của nó. Bài này là số lượng atom, là số lượng nguyên tử trong một mol. Hoặc là chỗ này người ta nói là khối lượng của một neon là bằng này gram. Tức nghĩa là chúng ta cũng được đơn vị là bao nhiêu? Là gram trên một nguyên tử atom. Đó. Thì chúng ta thấy
cái này nó cũng là cái unit rate. Nếu hai cái unit rate này chúng ta nhân với nhau thì chúng ta thấy nó đơn giản được cái atom, thì chúng ta chỉ còn lại là gram trên mol. Mà đề bài này chúng ta thấy là nếu mà chúng ta nhân cho số mol là bao nhiêu mol ở đây nữa, bao nhiêu mol, 2 mol chẳng hạn, thì chúng ta thấy là mol này đơn giản, mol này, thì chúng ta sẽ ra được là cái khối lượng trong mấy, trong 2 mol nhá. Chúng ta thay số 2 vào đây. Đấy là thầy lưu ý cái unit rate mà ở dạng kép, tức nghĩa là hai cái unit rate nhân với nhau thì chúng ta thấy cái atom này đơn giản, nó còn gram trên mol, mà chúng ta nhân thêm mol nữa thì chúng ta chỉ ra đơn vị tính là gram mà thôi. Vậy thì cái unit rate này chúng ta cũng lưu ý. Hoặc là cái lúc nãy cũng có thêm một bài nữa, là bài này thầy cũng đã sửa cho các bạn. Người ta cho chúng ta là bao nhiêu microlit cho mỗi pound, thì cái này cũng là unit rate, là chúng ta tính ra được là bao nhiêu microlit trên một pound. Rồi cái này người ta lại cho mỗi microlit thì chúng ta có bằng ngày tế bào, tức nghĩa là chúng ta nhân cho số lượng tế bào cell trên một gì, trên một microlit. Vậy thì chúng ta thấy là microlit này nằm ở trên tử số, microlit này nhân dưới mẫu số, chúng ta đơn giản thì chúng ta ra được kết quả là chúng ta nhân hai cái đại lượng này với nhau thì chúng ta biết được là có bao nhiêu cell trên một pound. Vậy thì nếu chúng ta nhân cho cái số pound của đề bài yêu cầu chúng ta nhân cho bao nhiêu pound đấy thì chúng ta sẽ ra được số lượng tế bào trong bằng này pound. Rồi thầy lưu ý về cái unit rate ghép đó, bạn nào nắm được giơ tay lại cho thầy xem. Đụng tới cái này là thầy thấy là bắt đầu nó ghép, tức là nó ghép nhiều lên nghe là bắt đầu các bạn bị rối. Vậy thì trong vật lý hay trong sinh học chúng ta tính toán nó sẽ gặp những cái dạng trường hợp này rất là nhiều, nên thầy cũng lưu ý cho các bạn. Bạn nào mà nắm vững môn toán thì chúng ta học khoa học chúng ta thấy rất là nhàn và nhanh thôi chứ không có vấn đề gì cả. Thầy mời bạn bạn Bảo Trân, nãy giờ bị hư mic, thầy hỏi lại coi có nói được chưa? Nghe được con chưa ạ? Rồi nghe được rồi. Dạ. Ở đây người ta hỏi chúng ta là tính cái gì đây? Tính cái gì? Tính có tính thể tính số lần. Tính số lần thể tích của cái lập phương nhỏ. À, cái lập phương nhỏ so với cái gì? Thể tích của lập phương lớn. Đúng rồi. Nó sẽ là khoảng bao nhiêu lần? Hay khác là chúng ta xem cái này là V1 đi. Cái này là V2. Thì người ta hỏi là V1 nó sẽ bằng bao nhiêu lần so với V2? Đúng không? Là chúng ta đi tìm cái dấu chấm hỏi này này. Phải không Bảo Trân? Dạ. Yeah. Rồi. Vậy thì chúng ta muốn tìm cái bao nhiêu lần này này thì chúng ta lập tỷ lệ nó ra. Chúng ta lấy V1 chia gì? V mấy? V2. Mà V1 chúng ta tính bằng công thức gì? Kích thước của cạnh nhân mấy? Kích thước của cạnh tất cả mũ. Mũ mấy? Mũ 3. Mũ 3. Còn cái kia? Dạ, 6x tất cả mũ 3. 6x tất cả mũ 3. Vậy thì chúng ta thấy nó có cùng mũ 3, chúng ta lôi ra ngoài thì chúng ta được là 3x chia 6x thì nó ra 1 phần mấy? Dạ, 1 phần 2. 1 phần 2. Và chúng ta tính này ra nó là 1 phần? 1 phần mấy? 1 phần 8 ạ. 1 phần 8. Vậy thì chúng ta ra được cái tỷ lệ này là 1 phần 8. Vậy là thể tích của cái hình hộp nhỏ nó chỉ bằng 1 phần 8 so với cái thể tích của cái cạnh này thôi. Hai này. Chúng ta thấy cái tỷ lệ khi chúng ta chia hai cái cạnh này là 3x chia 6x nó ra 1 phần 2 đấy. Thì cái hệ số, thầy có thể xem cái này là hệ số phóng đại. Là thầy biến từ 3x này, thầy biến thành 6x. Tức là thầy nhân gấp mấy lần? Nhân gấp mấy? Dạ, gấp 2. Gấp 2 lần đó. Đó.
Hay nói khác là từ 6x mà thầy biến thành 3x là thầy thu nhỏ nó đi, tức là thầy nhân cho 1/2. Đó. Rồi câu kế tiếp, người ta hỏi biểu thức có thể viết cái thể tích nhỏ là đây, biểu thức ra đây này. Rồi biểu thức của thể tích lớn nó đây này. Chúng ta tính nó ra. Bây giờ cái thuộc tính của mẫu này có thể đơn giản cho biểu thức này hay không? Bởi vì nó có cùng số mẫu thì chúng ta rút nó ra và chúng ta đơn giản ra 1/8. Thì cái này chúng ta vận dụng để chúng ta tính toán với cái lũy thừa thôi. Mời bạn Kim Bảo. Bài 49. Dạ. Chúng ta xem coi bên trong này nó là mũ mấy để cái phương trình nó bằng nhau. Dạ, mũ trừ 2. Mũ trừ 2. Mũ trừ 2. Bây giờ chúng ta đặt cái chỗ này là mũ N đi. Được không? Yeah. Vậy là chúng ta có là 5x mũ N. Tất cả mũ mấy? Tất cả mũ 2. Mũ 2. Nó sẽ bằng với chỗ này. 5. Chúng ta thấy là 25 chúng ta cũng có thể biến nó thành 5 mũ 2. Yeah. X mũ trừ 4 thì nó là x mũ trừ 2 là mũ 2. Đúng không? Vậy thì mũ 2 chúng ta rút ra ngoài, chúng ta có này. Vậy thì hai cái số mũ nó bằng nhau rồi thì bắt buộc cái cơ số bên trong nó phải thế nào? Phải bằng nhau. Đúng không? Yeah. Hai cái này nó phải bằng nhau này. Vậy thì thầy biến đổi tương đương là thầy bỏ hai cái mũ này đi. Giống như thầy gọi là lấy căn số của hai vế vậy đấy. Thì thầy sẽ chỉ còn lại là 5x mũ gì? N bằng với 5x mũ trừ 2. Rồi thầy, nếu thầy đơn giản số 5 đi. Thì x mũ N bằng x mũ trừ 2. Tức nghĩa là N nó bằng mấy? Bằng mấy? Dạ, N bằng trừ 2. Trừ 2. Đó, chúng ta cái này là chúng ta đang đi giải phương trình tìm mẫu này. Biến đổi chúng ta tìm mẫu nó. Rồi câu 51 này. Mời bạn Kim Phục. Kim Phục. Kim Phục đâu? Yeah. Giờ có thể biến đổi như thế nào Phục? Cái này chúng ta biến đổi thành gì? Nó nằm dưới mẫu số thì chúng ta có nó là M mũ 6 nhân cho N mũ mấy? Mũ 9 tất cả mũ mấy đây Phong? Phong? Mũ trừ 1. Rồi, mũ trừ 1. Bây giờ chúng ta tách cái số 6 với số 9 ra. Thì chúng ta thấy có chung số mấy? 6 với 9 là chung số mấy? Thừa số chung nó là mấy? 3. Vậy thì chúng ta được là M mũ 2 nhân N mũ 3. Phải không? Xong rồi tất cả mũ trừ 1. Bây giờ chúng ta rút 3 ra thì nó là mũ trừ 3. Và chúng ta viết cái M mũ 2 nhân cho N mũ 3. Và tất cả mũ chấm hỏi chúng ta cần đi tìm. Vậy thì hai cái này nó giống nhau chưa Phụng? Yeah. Rồi. Vậy chấm hỏi này nó là bằng mấy? Chấm hỏi nó bằng mấy đây? Yeah, trừ 3. Rồi. Chúng ta tìm ra được cái ô trống này là mũ trừ 3. Đây là liên quan đến cái bài về mẫu thôi. Rồi. Thầy mời bạn Đăng này. Đăng lên tiếng. Rồi, chúng ta nhìn cái bài toán này, người ta cho chúng ta một cái máy phát điện gió, nó gọi là tuốc bin gió. Vậy thì nó phụ thuộc vào cái tốc độ quay. Thì người ta cho chúng ta cái biểu thức là 800 nhân V mũ 3 chính là cái gì? Cái năng lượng. Cái power nó gọi là gì? Công suất, đúng không? Power nó gọi là công suất, tính theo đơn vị là watt. Thì có thể là các bạn chưa học lớp 9 về điện,
thì các bạn sẽ chưa rõ. Thì khi các bạn học về điện, sắp tới là 20 tháng 8 là thầy dạy về điện, thì các bạn sẽ thấy là cái biểu thức này nó chính là tính công suất của cái máy phát điện bằng tuốc bin gió này là 800 nhân cho V mũ 3 phụ thuộc vào cái tốc độ. Người ta gọi là cái V này nó gọi là tốc độ gió, tốc độ quay của gió làm cho cái cán quạt này nó quay đấy. Bây giờ câu hỏi người ta muốn mình tìm gì đây? Nếu cái gió tốc độ gió mà nó nhân 3 lên nè, gấp 3 lần lên, thì cái factor của máy phát điện này nó sẽ tăng lên như thế nào? Tăng lên 2 bậc rồi. Bây giờ chúng ta thấy là ban đầu công suất B1, tức là B1 thầy có nó là 800 nhân cho V1 mũ 3, tức là tại vận tốc V1 thì thầy có giá trị của nó là P1 nha các bạn. Bây giờ thầy muốn tính cái P2 tại cái vận tốc V2. V2 mà cái V2 này nó nói là tăng gấp mấy lần? Gấp 3 lần so với V1 đúng không? Gấp 3 lần so với V1. Thì chúng ta phải mũ 3 cái này lên. Vì chúng ta cũng sẽ thấy được, chúng ta triển khai mũ 3 lên. Thì 3 mũ 3 tức là 27. Thầy nhân cho 800 nhân cho V1 mũ 3. Vậy khi thầy thế vào, thì cái 800 nhân V1 mũ 3 này nó chính là cái P mấy? P mấy? Có phải là P1 không Đăng? Vâng. Vậy thì chúng ta trả lời được nó tăng gấp bao nhiêu lần không? Gấp mấy lần? Tăng gấp 27 lần. Chúng ta thế mà chúng ta tính toán ra, chúng ta sẽ cũng biết được là nó tăng gấp 27 lần. Vậy thì vận tốc mà nó tăng 3 lần, thì chúng ta lấy cái vận tốc đấy chúng ta mũ 3 lên, bởi vì nó phụ thuộc vào cái lý thừa này mà. Vậy là nó phải tăng lên gấp 27 lần. Câu số 65. Viết cái biểu thức này chỉ ở một cái số mũ thôi. Viết sao? Mời bạn bạn Khải Đoan. Viết sao đây Khải Đoan? Người ta nói là chỉ cần lấy cái một cái exponent thôi, tức là cùng một cái số mũ. Viết sao? Cùng cái số mũ hả? Thì là mũ mấy? Mũ x mũ 2, y mũ 2, z mũ 2 rồi. Dạ, 16. 49 là 7 mũ mấy? 7 mũ 2. Mũ 2. Mũ 2 nhân y mũ 2 nhân z mũ 2. Vậy thì chúng ta lôi ra ngoài. Dạ. Lôi mũ 2 ra ngoài. Thì trong còn gì? 7 x y z. Đó. Vậy là chúng ta đã có được cái mũ 2 một duy nhất, một cái exponent đề bài. Ở đây chúng ta thấy là cái tua bin gió này nó có cái cấu tạo là gió nó sẽ làm quay cán quạt, thì nó sẽ làm quay cái trục quay. Cái trục quay này nó là một cái cục nam châm ở bên trong. Chúng ta học về máy phát điện ấy, thì khi cục nam châm nó quay là có nghĩa là nó làm cho cái từ trường xung quanh cái cục nam châm nó thay đổi. Và như vậy nó sẽ tác động lên cái electron có trên sợi dây dẫn điện này. Và khi nó tác động lực lên, nó làm cho electron nó di chuyển. Có nghĩa là chúng ta thấy xuất hiện dòng điện trong sợi dây. Vậy thì trong vật lý về điện, các bạn sẽ được học kỹ về cái nguyên lý của cái máy phát điện để tạo ra cái dòng điện xoay chiều mà chúng ta hay dùng ấy. Chúng ta sẽ học về cái đó. Mấy cái lý thừa này nó khá là nhiều, đúng không? Thì tính toán các thứ là hồi nãy thầy hướng dẫn rồi, nên một số cái thầy ở dưới này chắc thầy bỏ qua đi. Thầy dạy cái bài toán problem 2 thôi. Thầy mời bạn bạn gì mới vào,
Phúc Anh lên tiếng. Dạ vâng ạ. Ở đây người ta cho chúng ta cái này là cái gì đây? Population density là gì? Là khối lượng dân số ạ. Không phải khối lượng đâu. Mật độ dân số. À, mật độ dân số. À, thì chúng ta thấy là trong một cái khu vực có một cái diện tích bằng này, người ta đếm cái số người là bao nhiêu người. Người ta chia cho cái gì? Chia cho cái diện tích thì chúng ta sẽ ra được cái mật độ dân số. Yeah, population density. Thì chúng ta lấy số người, chúng ta chia cho diện tích. Tức nghĩa là chúng ta tìm ra được số người trên một đơn vị diện tích. Thì cái này nó gọi là mật độ dân số. Và về mặt toán học, nó cũng gọi là unit rate. Đấy nha, unit rate. Thì người ta mới định nghĩa cho chúng ta là gì? Chúng ta không biết, chúng ta cũng không thể hiểu được nó. Là nó mô tả cái số người trên một đơn vị diện tích. Chúng ta hiểu ngay nó là mật độ dân số. Vậy thì trong suốt một năm, dân số của Angola bằng này người thì diện tích của Angola bằng này, thì người ta hỏi mật độ dân số là tính sao đây? Dạ, mật độ dân số là mình lấy dân số là bao nhiêu? Dân số là 1.21 nhân 10 mũ 7 chia cho 4.81 4.81 nhân 10 mũ 5. Rồi, 10 mũ 5. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện những cái thao tác đơn giản trước. Ví dụ như là 10 mũ 7 chia 10 mũ 5 thì còn là 10 mũ mấy? Dạ, 10 mũ 2 ạ. 10 mũ 2. Rồi còn hai cái đơn giản thì chúng ta thấy nó là 1 phần mấy? 1 phần 4 đúng không? Vâng, 1 phần 4. Đấy, chúng ta nhân 1 phần 4 thôi. Và chúng ta có thể tính cụ thể ra 10 mũ 2 là 100 chia 4. Tức nghĩa là ra 25 gì? 25 người trên 1. Người trên 1 dặm vuông. Đúng không? 1 dặm vuông đấy. Miles square là 1 dặm vuông. Vậy là chúng ta tính ra được cái mật độ dân số mà 25 người trên 1 dặm vuông. Nếu chúng ta tạm xem là 1 km vuông đấy, thì chúng ta thấy là 1 km vuông là dân số chỉ có 25 người sống thôi. Vậy thì cái mật độ dân số người ta sẽ mô tả để biết được là dân số của từng vùng như thế nào, thì người ta sẽ đánh giá được cái mức độ thưa dân. Và đối với nhà nước, người ta điều hành, chính phủ người ta điều hành, thì người ta sẽ có những chính sách về vấn đề di dân hay là quy hoạch dân số, quy hoạch đất đai chỗ này nên làm gì, làm sao để mà thu hút dân người ta về người ta sống. Đó. Thì người ta phải có các chính sách về kinh tế, về sản xuất các thứ. Thì trong vấn đề kinh tế vĩ mô, người ta rất là quan tâm tới cái mật độ dân số này. Rồi còn mấy cái tính toán chia lũy thừa này các bạn tự tính nhé. Một số cái tính toán bên dưới này thì nó cũng các thầy có gửi tài liệu cho các bạn ấy. Thì các bạn cũng chỉ là tính toán lũy thừa thôi. Từ nãy giờ thầy xử lý nhiều quá rồi, nên thầy cũng sẽ không xử lý nữa. Rồi bây giờ thầy có một cái bài này. Thầy nhờ một bạn giúp thầy. Tuấn Minh đâu? Tuấn Minh. Lên tiếng. Mời anh trả lời là sao? Tuấn Minh nói đi. Alo, thầy nghe con rồi. Chúng ta thấy là trong suốt một năm thì người Mỹ mà có số tuổi là nhiêu đây? 18 tuổi ạ. Trên 18 tuổi xem truyền hình tổng cộng là bao nhiêu? Tổng cộng là 342 tỷ giờ. Tức nghĩa là người ta xếp những người trưởng thành đấy, thì toàn bộ những người Mỹ trên 18 tuổi đã xem tổng cộng là bằng này giờ này. Dân số của nước Mỹ lớn hơn 18 tuổi thì là bao nhiêu? Bao nhiêu đây? 209 triệu.
Bây giờ chúng ta tính được cái giá trị trung bình gì? Là chỉ trung bình của bao nhiêu giờ đồng hồ của mỗi người. Cho mỗi người. 8 tuổi. Đúng không? Tức nghĩa là mỗi người sẽ xem truyền hình bao nhiêu giờ? Ý hỏi vậy đấy. Giờ tính sao? Chị person này bằng mấy? H trên x. H đây là số giờ. Vâng, số giờ tức là bằng 342 tỷ. 342 tỷ giờ. Nếu mà chúng ta đổi ra triệu thì nó là bao nhiêu? Nhân thêm bao nhiêu? Nhân thêm 1.000 triệu nữa. Đúng không? Vâng. 1 triệu. 1.000 triệu. Cái này là giờ. Rồi chúng ta chia cho cái số người là bao nhiêu? Số người là 209 triệu người ạ. 209 triệu người. Vậy thì chúng ta đơn giản được cái nào? Đơn vị triệu này. Đúng không? Chúng ta tích hợp này lại. Chúng ta chia 209 thì nó ra bao nhiêu giờ? 3. Thế là tính. Đó, chúng ta chia ra nhé, tự chia này ra. Thì chúng ta ra được cái số giờ trung bình mà mỗi người sẽ xem là bao nhiêu giờ. Chúng ta lấy tổng số giờ này là bao nhiêu tỷ giờ. Chúng ta chia cho cái số người thì chúng ta sẽ biết được là một người sẽ xem là bao nhiêu giờ. Tương tự, thầy mời một bạn khác, bạn Xuân Sơn. Phúc thuận nhờ này. Xuân Sơn. Không thấy. Mời bạn Phúc Thuận. Dạ thầy. Yêu cầu câu B là tính cái gì? Dạ tính xem là bao nhiêu tiếng một tuần. Mà mỗi người xem. Đúng không? Mà mỗi người lớn hơn 18 tuổi xem. Đúng rồi. Lúc nãy chúng ta tính ra được cái số giờ trên gì? Dạ lúc nãy mình tính ra cái số giờ trên một người. Dạ đúng rồi. Rồi. Bây giờ nếu mà chúng ta lấy cái số giờ trên một người này, chúng ta chia tiếp cho một tuần đi. Thì chúng ta tính làm sao? Dạ thì lấy cái số mình tính được, mình chia cho 7 ngày. Đây là bao nhiêu giờ trên một người này? Dạ. Trên một người này, bây giờ làm sao chúng ta đổi ra được là theo tuần? Đổi ra theo tuần cái số giờ theo đó tuần, là một ngày rồi. Luôn. Dạ thì một tuần thì có bao nhiêu giờ? Dạ bánh là một tuần có dạ là một ngày có một tuần có 168, 7 nhân 24. 7 nhân cho 24. 168. Dạ. Đúng không? Đúng. Một tuần thì bằng này giờ. Thì bây giờ chúng ta đổi ra mà theo tuần ấy, số giờ trong một tuần thì chúng ta chia sao? Số giờ chúng ta lấy cái giá trị tìm được, chúng ta chia tiếp cho mấy? Dạ mình chia tiếp cho số giờ 106. Trong một tuần. Dạ, 168. Thì chúng ta ra biết được số giờ xem trong một tuần một người, đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Sau mình nhân cho 209 triệu người. Thì cái kết quả của câu A chúng ta biết rồi. Chúng ta thế và chúng ta hỏi này. Chúng ta chia tiếp cho 168 để chúng ta tính ra được. Đây, bài này thầy quay nhé. Nó liên quan với cái unit grade không à? Thì nó tương tự như vậy. Rồi, thầy ôn cho các bạn tí về vật lý chỗ này. Mời bạn Bạch Dương. Chào thầy. Rồi, cái này nó liên quan tí vật lý. Người ta cho chúng ta bước sóng của cái sóng radio. Chúng ta nhớ rằng là các cái ánh sáng này, sóng radio các thứ, thì chúng ta thấy là nó có tính chất sóng,
tức nghĩa là cái hạt này nó có sự dao động lên xuống. Thì cái sự dao động lên xuống như vậy theo thời gian thì nó được định nghĩa là sóng. Và chúng ta sẽ thấy là cái sóng này nó đo lường là trong một giây ấy, là nó lên xuống bao nhiêu lần. Thì cái này nó còn gọi là tần số. Vậy thì mỗi một loại sóng nó sẽ có cái tần số khác nhau. Thì cái sóng FM này ấy, nó có cái tần số bằng này. Tức nghĩa là có 9 x 10 mũ 7 dao động trong một giây. Tức nghĩa là chúng ta thấy là nó dao động tới 9 x 10 mũ 7 lần trong một giây đấy. Thì cái sóng FM á, nếu chúng ta nhìn trên cái biểu đồ sóng á, thì chúng ta thấy là cái bước sóng, cái wavelength của nó bước sóng này là F nó sẽ bằng là 1 chia cho lambda. Với lambda nó gọi là bước sóng. Bước sóng ở đây là chúng ta đang đo cái khoảng cách từ đỉnh sóng. Ví dụ như các bạn nhớ về sóng đấy. Thì từ đỉnh sóng này đến đỉnh sóng này này, thì cái khoảng cách của nó là lambda. Nó gọi là bước sóng, wavelength. Vậy thì nếu chúng ta lấy nghịch đảo nó, thì chúng ta sẽ biết được là cái tần số của nó là trong một giây nó dao động bao nhiêu lần. Nhớ được khái niệm này chưa, bạn Dương? Dạ rồi. Rồi, chúng ta nhớ khái niệm về tần số, thầy On. Thì người ta nói tốc độ của cái sóng này là bằng này mét trên giây. Thì người ta hỏi là cái bước sóng nó bằng bao nhiêu nhỉ? Thì bây giờ mình sẽ lấy cái frequency mình chia cho cái tốc độ. Chúng ta lấy cái frequency chia tốc độ về. Tại sao? À không phải nhân với tốc độ. Tại sao lại nhân đó? Tại vì cho thầy coi. Cái bước sóng đó. Gì? Bằng quãng đường. Chia cho gì? Chia thời gian đúng không? Đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Quãng đường chúng ta đang thể hiện ở đây là gì? Là cứ một dao động thì nó có một cái quãng đường là bao nhiêu? Một dao động là có quãng đường là bao nhiêu? Để cái bước sóng mình chưa biết. Bước sóng, đúng chưa? Vậy thì nếu mà chúng ta lấy một cái quãng đường mà trong một khoảng thời gian là dao động cho tới F lần. Vậy thì chúng ta lấy lambda mà chúng ta nhân cho gì? Nhân cho F được không? Được. Là số dao động thì chúng ta ra bằng mấy? Nó ra là cái đơn vị tính này là gì? Tính là có phải là độ dài không? Dạ đúng rồi. Một cái khoảng ngắn này nó là một cái lambda. Và nó rất nhiều cái lambda như vậy. Rất nhiều lambda. Thì thầy coi toàn bộ cái này là quãng đường. Và số lần cái lambda này nó lặp lại thì thầy gọi nó là F. Được chưa? Mà cái F này là tần số trong một giây đấy. Trong một giây, nhớ cái F này là số lần lặp lại. Thầy có thể xem là N trên một giây. Tức là số lần lặp lại trong một giây này. Vậy thì nếu mà thầy lấy cái lambda mà thầy nhân cho F thì thầy sẽ được cái gì? Sẽ được cái quãng đường lambda nhân cho F thì thầy sẽ ra được quãng đường. Quãng đường này là quãng đường trong một giây đấy, phải không? Dạ. Yeah. Quãng đường này là trong một trên một đơn vị thời gian, tức là S chia T. Được chưa? Mà S chia T này nó chính là cái gì? Là quãng cái đường chia thời gian chính là cái vận tốc. Vận tốc. Vậy thì chúng ta tìm được cái quan hệ giữa vận tốc lambda và F chỗ này. Nắm được chưa? Vậy yeah. Thì chúng ta bỏ cái này ra. Chúng ta phân tích từ cái này. Chúng ta phải hiểu từ một cái khái niệm căn bản là lambda là khoảng cách giữa hai đỉnh sóng. Vậy thì nó lặp lại F lần. Thì chúng ta lấy F
chúng ta nhân lambda này thì chúng ta ra được cái quãng đường trong một giây, tức nghĩa là quãng đường trong một giây là chính là cái vận tốc đấy. Đấy là quãng đường trong một giây. Vậy thì chúng ta rút ra được cái công thức này. Vậy thì từ cái công thức này chúng ta suy ra được cái lambda thì nó bằng gì? Bước sóng là bằng gì? Bước sóng sẽ bằng là cái vận tốc. Vận tốc. Chia cho? Chia thời gian. Đâu có. Chia cho cái gì này? À, chia frequency. Đó, chúng ta nhớ cái đó. Chúng ta có thể chú thích là mà vận tốc này người ta cho bao nhiêu? Là 9 nhân 10 mũ 7. Đâu có đâu. À đó là 3 nhân 10. Vận tốc là 3 nhân 10 mũ 8 chia cho tần số là 9 nhân 10 mũ 7. Đơn giản thì chúng ta đã tìm được lambda. Rồi bạn nào hiểu về cái quan hệ giữa bước sóng, tần số, vận tốc giơ tay thì sao? Các bạn có thể quên nhưng mà các bạn hiểu thì các bạn sẽ nhớ được. Lúc nãy thầy nói lambda là khái niệm là bước sóng giữa hai đỉnh sóng. Nếu chúng ta nhân F, tức là số lần lặp lại, thì chúng ta ra được cái quãng đường trong một giây. Và quãng đường trong một giây chính là vận tốc, còn gì nữa. Tại vì trong một giây là nó sẽ lặp lại là F lần mà. Lặp lại F lần. Chúng ta thấy được cái F chính là số dao động, hay còn gọi là số bước sóng trong một giây đó. Cái này các bạn cứ phải làm quen dần thôi. Rồi thầy có một cái bài toán tài chính. Chúng ta cũng sắp hết rồi. Rồi bài toán tài chính. Bài toán tài chính này thầy mời bạn bạn Thủy Tiên cho thầy ý kiến. Yeah. Ở đây chúng ta thấy là chính phủ Mỹ đang sở hữu bao nhiêu đây? Dạ 5.63 triệu tỷ. À triệu tỷ. Chúng ta cần có một cái khái niệm creditor và debtor. Cái creditor này là nói đến những người mà đi vay ấy. Đi vay mà vay tín chấp. Tức là chính phủ phải hỗ trợ cho vay để mà tiêu dùng hay làm gì đó. Không, có thể là chính phủ, có thể là một ngân hàng hay một cái tổ chức nào đó. Ví dụ như bán nhà, mà bán nhà tín chấp trả chậm, thì nó cũng, thì cái người mua nhà cũng gọi là creditor. Và cái người, là cái người cho vay mượn. Còn cái người mà đi vay đó gọi là debtor, tức là cái người vay mượn đấy. Vậy thì điều hành kinh tế người ta cũng quan tâm tới cái này. Thì chúng ta thấy là chính phủ là có khoảng 5,63 triệu tỷ. Là thì dân số Mỹ là bằng này triệu người. Đây yêu cầu chúng ta tính cái gì đây? Dạ là tính cái số tiền chính phủ cần phải chính phủ cho mỗi người vay là bao nhiêu? Dạ là bao nhiêu? Có bao nhiêu triệu tỷ đấy? 5.63 triệu tỷ. Chia cho số người là mấy? Dạ 282.4. Chúng ta lấy hai con số này chúng ta chia cho nhau. Thì chúng ta sẽ tìm ra được là trong một người là bao nhiêu. Được chưa? Dạ. Rồi câu B. Tiếp tục câu B cho thầy. Năm 2005. Cái món nợ này nó đã phát triển lên là 791 triệu. Với dân số là bao nhiêu? 296.9 triệu. Rồi, thì chúng ta tính ra được trên một người thì cũng là số tiền cho số giờ. Yeah. Rồi, bây giờ chúng ta quan sát câu C. Người ta yêu cầu mình tính gì? Dạ tính phần trăm tăng. Nếu mà ở trên thầy tính nó ra được là A đi. Yeah. Ở dưới thầy tính nó là B. Bây giờ thầy tính cái phần trăm tăng thì tính sao?
phần trăm tăng bằng gì? Phần trăm tăng sẽ bằng từ số A mà nó biến thành số B, giá trị nó tăng lên thì làm sao chúng ta tính phần trăm tăng? Phần trăm tăng trên mỗi người đó thì nó sẽ là phần trăm tăng, thì chúng ta sẽ phải tính số lượng tăng thì là bao nhiêu? B trừ gì? B trừ A. B trừ A là số lượng tăng. Vậy thì cái số lượng tăng này so với cái thời điểm năm 2000 thì là chúng ta chia cho cái gì? Chia cho A. Chia cho A. Thì chúng ta lấy cái số lượng tăng chúng ta chia cho cái thời điểm, cái giá trị ở thời điểm A, thì chúng ta tính ra được phần trăm tăng nó là bao nhiêu thôi, cái gì? Được chưa? Dạ. Đấy, chúng ta lưu ý mấy cái này. Rồi bây giờ chúng ta hiện nay là về nội dung trên slide thì thầy chỉ hướng dẫn bằng đó thôi. Thì thầy sẽ lấy thêm một số bài ở trên trên Khan mà thầy thấy các bạn bị sai thầy cho các bạn làm. Đây thầy coi bạn nào bị sai này. Khánh Đoàn lên tiếng. Yeah. Tính cho thầy cái này. Cái biểu thức nào tương đương với cái này? 7 mũ trừ 2 nhân 7 mũ 6 thì nó là 7 mũ mấy? Dạ là 7 mũ 4. 7 mũ 4. Bây giờ chúng ta xem coi câu trả lời nào nó là 7 mũ 4. Cái này chúng ta tính là 7 mũ mấy? Dạ, 7 mũ mấy? 7 mũ 2 chia 7 mũ trừ 2 thì là 7 mũ mấy? À, là 2 trừ 2. 2 trừ cho trừ 2 thì nó là mấy? 7 mũ 4. Đó, nó là 7 mũ 4. Vậy thôi mà. Rồi tương tự như ở dưới là 7 mũ mấy? Cô B? Dưới là 7 mũ 8. 7 mũ 8. Dưới này 7 mũ trừ 12. Có này là 7 mũ mấy? À, 7 mũ 4. Rồi, vậy thì cuối cùng chọn câu nào đây? A, D. Rồi. Rồi, mời bạn Tuấn Minh. À, đây ạ. Rồi, tính cho thầy này. Đây là bằng... 5 mũ mấy? Bằng 5 mũ âm 6 ạ. Anh em... nhiêu? 5 mũ mấy? 5 mũ 6 ạ. Sao 6? Anh em... 2 chữ 8 ạ. 5 mũ âm 6 ạ. À, 5 mũ âm 6. Rồi, câu A, nó là 5 mũ mấy? 5 mũ âm 6 ạ. Ừ, 5 mũ âm 6. 1 mũ trừ 6 thì bằng mấy? 1 ạ. Bằng 1. C. D, C ạ. C. D là bằng... C. À, C, à, C là bằng 5 mũ âm 6 ạ. Âm 6. D. Ờ... D là bằng 5 mũ âm 16. 16, vậy chọn câu nào? C, A. Rồi, C với A. C với A. Rồi. Mời bạn Thắng Nghi. Thắng Nghi đâu? Dạ, con. Cái này mũ không thì nó bằng mấy đây? Coi các bước này. Người ta sẽ tính bên trong này thì nó là thành 8 mũ trừ 3 đúng không? Dạ. Đúng không? Bước số 1 đúng hay sai? Dạ, sai. Tại sao sai? Tại nhân mũ trừ 3 nhân mũ trừ 3. Hai cái con số này nó cũng... Dạ. Có mũ trừ 3 vậy thì mình vẫn có thể rút ra ngoài được mà. Dạ, là 4 x 2 mũ trừ 3. Tất cả mũ 0. Đúng không? Dạ. Vậy thì 4 x 2 thì nó là 8. 8 mũ trừ 3 tất cả mũ 0. Đúng hay sai? Dạ đúng. Đúng. Rồi bây giờ bước kế tiếp. Từ 8 mũ trừ 3 mà nó biến thành 8 là đúng hay sai? Dạ đúng rồi. Sao đúng?
thì phải nhân cái mũ lên với nhau rồi. Đúng không? Nếu mà chúng ta lấy mũ chúng ta lôi ra ngoài là 8 mũ trừ 3 nhân cho 0. Nên chúng ta thấy là 8 mũ 0. Đúng nha. Rồi. 8 mũ 0 thì bằng mấy? Dạ bằng 1 ạ. Bằng 1, còn này bằng 0. Vậy nó bị lỗi ở bước nào? Dạ, bước số 3, câu D. D, bước số 3. Rồi, mời bạn Hoàng Anh. Hoàng Anh. Vô đây. Ờ... bằng 1 trên 5 mũ 4. 1 phần 5 mũ mấy? 4. Mũ 4. Mà 1 phần 5 thì nó là 5 mũ mấy? 5 mũ trừ 4. Trừ 1. Tất cả. Trừ 1 tất cả nhân 4. Tất cả mũ 4. Tức là mũ 4. Vậy là 5 mũ trừ 5 mũ trừ 4. 4. Vậy thì chọn nhanh câu nào đúng này? Câu A. Câu A. Câu C. Câu C. 5 mũ 1. Chia 5 mũ 4 là 5 mũ trừ 3 chứ. Đúng vậy. Câu D. Câu D. Rồi, cơ bản thì chúng ta xét cái câu này thầy thấy các bạn bị sai thôi. Bị sao đây? Ở đâu rồi? Có phải câu này đâu. Cái máy thầy đang đang chọn cái này. Có cái câu này không hiểu sao mà thầy thấy nhiều bạn bị sai. Rồi, mời bạn Đan Lê. Đan Lê. Dạ. Rồi, tính cho thầy câu này. Mấy? Dạ, là... cái này là căn thì chúng ta xem nó là một phần mấy? Tương ứng là một phần mấy đó. Theo định nghĩa căn bậc n của A thì nó sẽ bằng A mũ 1 phần N. Nhớ chưa? Yeah. Căn bậc N. Chúng ta đổi nó ra thành phân số thì nó là A mũ 1 phần N. Vậy thì căn bậc 2 này là mũ 1 phần mấy? 1 phần 2 đúng không? Yeah. Rồi, chúng ta để 54. 54 chúng ta đổi nó ra thành mấy nhỉ? Bao nhiêu nhân bao nhiêu ra 54? Vậy là 6 nhân 9 này. 6 nhân 9. Giờ cái tên là 6 nhân 9 này. Nhân cho chỗ này là x mũ 7. Rồi chúng ta tính nó ra. Chúng ta triển khai cái mũ vào. Có đơn giản được gì không? Vậy là thành 3. 3. Căn 6. Bây giờ chúng ta sẽ có là 6 mũ 1 phần 2 này. Được chưa? Nhân chỗ này là 9 mũ 1 phần 2. Nhân cho x mũ 7 mũ 1 phần 2. Tức là chúng ta lấy 7 nhân 1 phần 2 chính là 7 phần 2. Rồi, ở đây người ta yêu cầu chúng ta là remove cái perfect square bên trong ấy đi. Và giả sử x là số dương. Rồi chúng ta thế vào chúng ta ra được cái gì ở đây? 9 thì nó là 3 mũ 2. 3 mũ 2 nhân 1 phần 2 tức là bao nhiêu đấy? Dạ, bằng 1.5. Là 3? Dạ. Đó. 9 mũ 1 phần 2 tức nghĩa là căn bậc 2 của 9 là bằng 3. Còn cái kia là căn bậc 2 của 6. Của 6. Còn lại là chúng ta có ít mũ mấy? Ít mũ 7 phần 2. Ít mũ này 7 phần 2. À không. Nếu mà 7 phần 2 chúng ta phải chắc là đóng cái dấu ngoặc chỗ này quá. Đây. Được chưa? Này không biết được không? Rồi, bỏ đi. Vậy đúng không đó Lê? Dạ. Yeah. Nghĩ đúng không? Đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, phải chết. Bị sai chỗ nào?
remove over square. Nó kêu mình remove over square là chúng ta phải loại bỏ bớt nó đi đấy. Tức nghĩa là chúng ta thấy ít mũ 7 phần 2 này này. Thì nó tắt ra số nguyên nó là ít mũ mấy? Ít mũ 7 chia 2 thì nó là bao nhiêu? 3 chấm 5. 3 cộng 1 phần 2 đúng không? Dạ. Thì ý của nó là gì? Là ít mũ 3 chúng ta giữ nguyên. Còn chỗ này là ít mũ 1 phần 2, tức là căn bậc 2 của ít. Vậy thì chúng ta sẽ phải chuyển nó lại theo cái cách chỗ này. Chỗ này là 3 lần ít mũ 3 nhân cho căn của 6 ít. Chúng ta bỏ này đi. Hợp lý không? Dạ. Rồi thử. Rồi đấy. Ý của nó là bên trong nó phải loại cái lũy thừa đi. Chúng ta để nguyên căn như vậy. Chúng ta đơn giản. Rồi mời bạn bạn Bảo Trân. Tấn tiếp bài này Bảo Trân. Dạ. 48 thì là bao nhiêu? Dạ là căn của 6 nhân cho căn 8. 6 nhân 8 tức là 2 nhân 3 nhân 8 tức là 243 đúng không? Dạ. Rồi. Rồi, tính tiếp. B mũ 7 mà chỗ này lấy căn thì chúng ta tắt nó là B mũ 7. B mũ 6 nhân B được không? Dạ được. Rồi. Bây giờ 2 nhân 2 mũ 3 này này, tức là 2 mũ 4. Yeah. Vậy thì căn của 2 mũ 4 nha. 2 mũ 4 nhân cho căn của 3 nhân cho căn của B mũ 6 nhân cho căn của B. Thì căn bậc 2 của 2 mũ 4 thì là mấy? Dạ yeah, là 4. Là 4. Tại vì 2 mũ 4 mũ 4 này chúng ta chia cho 2, tức là 4 chia 2 tức là 2. Vậy là 2 mũ 2 chính là 4. Căn của B mũ 6 thì chúng ta thấy là nó là B mũ 6 chia 2 tức là B mũ 3. Chúng ta còn dư lại là căn 3 nhân căn B tức là căn của 3B. Kết quả vậy đúng không? Dạ đúng ạ. Rồi 4B mũ 3 B mũ 3 nhân cho căn bậc 2 của 3B. Rồi chúng ta check. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta tắt nó ra. Chúng ta vận dụng cái tính chất ở trong căn là căn của số A nhân cho B đấy. Thì chúng ta được là bằng căn A nhân căn B. Chúng ta tắt nó ra. Chúng ta dùng cái tính chất này. Chúng ta tắt nó ra để chúng ta tính toán nó. Và chúng ta vận dụng thêm là căn bậc N của A mũ M. Thì nó sẽ bằng là A của M trên N. Vậy thì nếu M nó là bội số của N thì chúng ta đơn giản được. Ví dụ như 6 là bội số của 2 chỗ này. Nên chúng ta lấy 6 chia 2 thì nó chỉ còn lại là 3 thôi. Thì giữ lại 3 chỗ này. Tương tự 4 là bội số của 2. Vậy là 4 chia 2 còn lại là 2. Vậy là 2 mũ 2 chính là bằng 4. Thầy lưu ý thêm những cái vấn đề căn này mà các bạn hay bị sai đó. Giờ còn cái nữa mà thầy thấy hay bị sai. Mời bạn Thanh Nghi. Yeah. Rồi, tính cái phức tạp này xem. Tính sao? Mang căn 30. Nói đi. Dạ, gom vô cho một cái căn lớn xong rồi. Rồi, căn lớn là nhiều. Dạ. Z 30 nhân 35 nhân cho Z mũ mấy? 6 mà. Z mũ 6. Rồi đúng rồi đó. Yeah. 30 thì chúng ta thấy nó là mấy? 6 nhân 5. Đó. Yeah. 6 nhân 5. 35 là 7 nhân 5. Đây là Z mũ 6. Rồi chúng ta tắt ra đây. Thì chúng ta thấy là
căn của 5 x 5 tức là 5 mũ 2. Thì khi chúng ta lấy căn bậc 2 đi thì nó còn lại là 5. Là 5. Rồi, chúng ta thấy là Z mũ 6 mà lấy căn thì nó là Z mũ mấy? Z mũ 3. Z mũ 3. Chúng ta còn lại là căn số của 6 nhân cho 7 là căn số của 42. 42. Vậy là chúng ta thế vào đây. Hoàn toàn tính được 5 lần Z mũ 3 nhân cho căn số của 42. Toàn tính được. Mời bạn kế tiếp, bạn Phúc Anh. Những bạn bị sai này. Phúc Anh. Phúc Anh. Dạ đây thầy. Rồi tính cho thầy cái này. Bảy mươi năm tắt ra là mấy? Bao nhiêu? Dạ 3 với lại 25 vậy nghĩa là 25 nhân 3 là 5 mũ 2 nhân 3 nhân cho Z mũ Z. 2. Rồi, tính ra. Căn 25 chính là bằng dạ 5. Bằng 5. Căn của Z bên chính là Z. Vậy là chúng ta còn lại là bao nhiêu? 3 với y. Rồi, căn số 3 y. Thế vào đây. 5 lần Z nhân cho căn bậc 2 của 3 y. Vậy mà nhiều bạn cũng bị sai nha. Cẩn thận. Mời bạn Kim Phong. Kim Phong tấn này xem. Kim Phong. Trốn mất đâu đâu rồi. Gọi không thấy. Mời bạn Kim Bảo. Dạ. Tính sao? Dạ. Nhưng mà là hai căn này chúng ta gộp lại đi. Dạ. 12 nhân cho căn số của hai này gộp lại này, 15 chúng ta tách ra là 5 nhân mấy? 5 nhân 3. Dạ 5. Y mũ 4. Nhân tiếp 20 là 5 nhân 4. À. Ừ. Rồi nhân cho y bình. Rồi chúng ta tính ra. 5 x 5 tức là 5 mũ 2. 5 mũ 2 mà lấy căn thì nó còn lại là 5 này. Y bình phương. À y mũ 4. Nhân y mũ 2 thì nó là y mũ mấy? Dạ yeah, y mũ 6. Y mũ 6 lấy căn thì còn lại là y mũ, mũ 3. Yeah. Vậy là chúng ta còn tiếp là lấy căn của 4 là mấy? Là 2. Vậy chúng ta chỉ còn lại là số 3, tức là căn của 3. 2 x 5 là 10. Nhân cho 12, tức nghĩa là 120. Đọc tiếp, y mũ mấy? Y mũ 3. Nhân cho căn bậc? Căn. Bậc 2 của 3. Đúng chưa? Đấy, ra được ngay. Vậy mà nhiều bạn thầy thấy là làm tới làm lô cái bài này bị sai rất là nhiều do chúng ta chưa nắm về cái số mẫu này nha. Rồi hôm sau thầy sẽ đi sâu về cái sequence nha các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây.